xin chào các bạn hôm nay Sống tình yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là người đàn ông khi mà ngoại tình có người thứ ba có nhân tình bên ngoài thì có yêu vợ hay không thì câu đáp án gồm hai đáp án các bạn nha à, đáp án đầu tiên đó chính là có yêu vợ mà vẫn ngoại tình và đáp án thứ hai là không yêu vợ nên mới ngoại tình vậy thì chúng ta hiểu như thế nào để đúng trong từng cái trường hợp khi mà người đàn ông yêu vợ à, hay là không yêu vợ khi mà có nhân tình bên ngoài bạn nhé đối với cái trường hợp đàn ông vẫn yêu vợ mà vẫn ngoại tình á đó là người đàn ông à, họ chưa có thể quyết định được là họ buông vợ hay là buông người thứ ba họ không thể bỏ được ai hết à, người đàn ông tuy tham lam nhưng mà khi bị dồn vào cái thế bắt buộc phải lựa chọn thì họ sẽ chọn cái người đem đến cho họ cái giá trị bình an. Họ sẽ chọn cái người an toàn cho họ. Họ sẽ chọn cái người mà ít rắc rối hơn, ít những cái vấn đề phát sinh hơn khi mà họ chọn cái cách là ở lại bên cạnh người phụ nữ đó. Có rất là nhiều người phụ nữ là người thứ ba sẽ cảm thấy rất là bất mãn khi mà thấy người đàn ông đó chọn cách chia tay với người thứ ba và quay trở về với vợ khác hẳn với những lời tuyên bố, những cái lời hứa, lời thề, những cam kết của anh ta trước đó với người thứ ba. Vậy thì có phải người đàn ông quay về với vợ bởi vì thương hại, bởi vì vợ anh ta có giá trị, hoặc bởi vì anh ta yêu vợ hay không? Vấn đề à, cho dù là cái gì đi chăng nữa thì rõ ràng người đàn ông đó vẫn biết chọn cái điều tốt nhất cho chính bản thân họ vì anh ta cảm thấy cái sự lựa chọn đó là tốt nhất nên anh ta chọn như vậy trong trường hợp người đàn ông ngoại tình mà vẫn còn yêu vợ vì sao vì trong cuộc sống người vợ hành xử không có đúng mực người vợ đó ngông cuồng người vợ đó động đẳng người vợ đó không có hiểu được những nỗi khổ của chồng luôn đứng ở cửa trên luôn thấy chồng yêu thương mình nên đã làm những cái điều tổn hại cho chồng người đàn ông không biết cách nào À, để mà xoay chuyển thay đổi cái tình huống vợ như thế cũng như là họ cũng chẳng có đi tư vấn cũng không quan tâm đến những cái việc như là um, áp dụng những cái cách thức để mà cho vợ họ thay đổi uh, chuyển đổi tốt hơn thì họ sẽ uh, tìm cái cách là ngoại tình đầu tiên họ cũng chẳng có chủ ý ngoại tình đâu cũng chỉ là những cái câu chuyện những cái chia sẻ với cái người khác giới và có một ai đó là người khác giới mà chịu nghe thì cái đối tượng là cái người mà chịu nghe đó thì khả năng cao sẽ trở thành người tình của người đàn ông đó bởi vì một cái câu chuyện đâu đâu bâng quơ chắc chắn bạn sẽ không dành thời gian nhiều cho nó khi mà bạn dành thời gian cho nó tức là bạn đã bị nó thu hút hoặc là người kia đang có một cái khả năng gọi là thôi miên khi mà giao tiếp cùng với bạn vấn đề ở chúng ta là Chúng ta không có dành thời gian cho những điều mà vô bổ Nếu mà chúng ta dành thời gian cho cái điều gì đó mà vô bổ, vô ích, vô nghĩa Thì rõ ràng cái điều đó không hề vô nghĩa, vô bổ, vô ích chút nào Nó thật sự đang thống trị bạn Nó làm cho bạn phân tâm Nó làm cho bạn bị cuốn vào cái điều đó Thế nên là có những anh chàng tán tỉnh những người phụ nữ Cho dù người phụ nữ đó đeo nhẫn Hoặc là người phụ nữ đẹp Hoặc là người phụ nữ đó giàu sang Hoặc là người phụ nữ đó giỏi không phải bởi vì anh ta không biết là người phụ nữ kia đang có chồng, không phải là bởi vì anh ta không biết người đàn bà kia đang vướng mắc, mà bởi vì anh ta biết là anh ta có khả năng cuốn hút được người phụ nữ như vậy. Có những người đàn ông, người đàn bà càng khó thì họ lại càng tấn công mạnh. Và người phụ nữ ở trong một cái trạng thái ngốc nghếch thì lại cho rằng uh, em là cái người có chồng rồi nên em sẽ không có phản bội đâu chính cái câu nói đó lại là cái câu mở đề tựa đề cho những vấn đề về sau khi mà bạn là một người đang có gia đình mà một người đàn ông cũng có gia đình hoặc không có gia đình tán tỉnh bạn nói những lời bâng quơ vu vơ mà bạn dành quá nhiều thời gian cho cái việc đó thì chứng tỏ bạn đã cho kẻ đó một cái cơ hội để trở thành một cái kẻ sai và bạn cũng không hề đúng trong cái mối quan hệ như thế vấn đề ở người đàn bà là khi mà thấy một đối tượng nào đó không dành cho mình thì họ nên dẹp luôn họ không nên tiếp tục giao tiếp họ không nên gặp gỡ không nên nhắn tin không nên điện thoại hoặc là ít ra là nhắn tin chat với người đó một cách phí thời gian thì đó sẽ kết thúc một cái mối quan hệ à, tránh đưa đến những cái tình trạng xấu cho cái người đàn bà trong cái lúc xa ngã khi mà không có nghĩ ra được là mình cần phải ngưng ngay những cái vấn đề nhỏ nhặt như vậy vì nó có thể phát tác Khiến cho hôn nhân sụp đổ bởi vì những cái tin nhắn vô bổ như vậy có thể quy kết người đàn bà trở thành một người ngoại tình trong hôn nhân khi đang có chồng. Trong tình trạng anh chồng á, người đàn ông á, khi mà ngoại tình mà vẫn còn yêu vợ là bởi vì người phụ nữ đó chưa có quá xấu, quá tệ để anh ta phải muốn bỏ. Và cho dù trong cái tình huống người đàn bà quá xấu, quá tệ nhưng mà vì anh ta có tình thương với đối tượng đó nhiều hơn, cái đối tượng đó yêu anh ta và anh ta ít yêu anh ta hơn anh ta yêu vợ thì anh ta cũng sẽ ngoại tình, nhưng mà anh ta vẫn có thể yêu vợ và vẫn có thể bỏ người thứ ba để quay trở về với vợ. Trong tình huống người đàn ông không yêu vợ là người đàn ông như thế nào? Là người đàn ông từ trước đến giờ họ chưa từng biết yêu một người đàn bà nào hết. Họ chỉ dừng lại và kết hôn với một người đàn bà để xem người đàn bà đó là vợ mà thôi. À, trong cái giai đoạn người vợ không muốn bỏ họ hoặc là bản thân họ cũng chẳng muốn ly hôn làm gì cho nó phức tạp. Bởi vì có vợ mà vẫn ngoại tình vẫn thay đổi cô này cô kia thì cái việc mà ly hôn dường như nó không trở thành một cái vấn đề cần thiết để người ta phải ly hôn vợ rồi mới ngoại tình. Bởi vì người vợ vẫn chấp nhận chuyện này thì nói và đặt cho họ một câu hỏi là họ yêu ai thực tế là họ chẳng yêu ai, họ chỉ làm theo những điều họ muốn, họ thỏa mãn những gì họ cần, họ thích, họ muốn đáp ứng thì họ đi tìm cái đối tượng đáp ứng những nguyện vọng của họ, họ chỉ sống cho cái sự ích kỷ của chính họ thì họ chỉ biết yêu bản thân họ mà thôi, không có một người đàn bà nào, không có một người phụ nữ nào là một người đặc biệt, là một người phụ nữ duy nhất hoặc là người phụ nữ đầu tiên hoặc là chẳng ai là người phụ nữ cuối cùng với họ cả. Trong những cái tình huống như thế này á, thì người đàn bà là vợ hay nhân tình cũng cần phải sáng suốt để hiểu rằng đối tượng mình đang yêu á có khả năng cao sẽ lựa chọn mình hay không, bởi vì cái sự lựa chọn trong cái câu chuyện ba người sẽ luôn là một dấu chấm hết và lộ là một cái kết dành cho cái người chờ đợi cái đáp án từ người đàn ông mang lại nhân vật chính trong câu chuyện ba người là người đàn ông vì họ là người bắt đầu cho một cái câu chuyện tình ngang trái và họ cũng sẽ là người kết thúc cho một cái câu chuyện mà họ cần phải nên kết thúc để đưa họ vào quỹ đạo nếu mà họ không thể làm cho hai người đàn bà được vui hai người đàn bà được thỏa mãn vì cái sự lựa chọn của chính mình thì ít ra họ cũng làm cho một người đàn bà à, bớt đau khổ hoặc là đau khổ một giai đoạn nào đó rồi sẽ không còn đau khổ nữa thì đó là cái việc mà người ta dứt được cái nghiệp tà dâm, dứt được những cái điều sai trái và họ uh, đang dần đi từ bóng tối sang ánh sáng. Đây là video tôi chia sẻ với các bạn là người đàn ông khi yêu vợ có ngoại tình hay không thì câu trả lời là có và cũng là câu trả lời không tùy theo từng đối tượng là người đàn ông đó như thế nào và sự lựa chọn của anh ta ra sao sẽ cho bạn một cái đáp án luôn luôn chính xác bạn nhé rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay xin chào hãy đăng ký kênh cho sóng tình yêu hãy tặng tôi một like nếu bạn cảm thấy video có ích lợi và có giá trị cho riêng bạn bạn nhé